Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì mình giới thiệu với các bạn về cái tai phone ha, cái tai phone mà của hãng Huawei, cái mã là H09, mã H09. Thì cái theo cái thông tin mà hãng giới thiệu là chúng ta có thể đàm thoại trong vòng 18 giờ ha, đàm thoại qua tai nghe Bluetooth trong vòng 18 giờ, hoặc là chúng ta có thể làm phát Bluetooth trong vòng 15 giờ nếu chúng ta nghe nhạc liên tục ha. Nếu ở chế độ standby, chế độ chờ thì chúng ta để trong vòng được 200 giờ, và chúng ta có thể sạc trong vòng 2 giờ đồng hồ là sẽ đầy cái pin dung lượng 500 mAh. Mình có chia sẻ với các bạn thông tin về cái telephone ha. Thì qua kết quả đầu tiên mình test thì rất là ok ha, kết quả đầu tiên test rất là ok, khá là hay. Mình nghe nhạc lossless nè, nghe nhạc trên YouTube ha, nghe nhạc lossless trên YouTube ở chế độ full HD thì âm thanh khá là sống động. Có cái phần hơi khó, cái là cái phần sau mà, cái phần sau mà chúng ta để cái lo, cái phần sau nó hơi bị trượt ha. Nếu mà chúng ta đeo thì chúng ta nên giữ vào cổ áo. Chúng ta đeo thì chúng ta giữ vào cổ áo thì nó sẽ không có bị rớt, do cái phần sau này nó nặng hơn ha, phần sau này nó nặng hơn do nó có độ trơn nữa các bạn. Nếu chúng ta muốn đeo thì chúng ta giữ vào cái cổ áo của mình. Các bạn có thể giữ như thế này ha, các bạn có thể giữ cổ áo như thế này, chúng ta có thể giữ như thế này, hoặc chúng ta kẹp móc vào cái áo, cái cổ phía sau, ta móc vào cổ sau đựng chống cho nó trơn, nó trượt, nó dễ bị rớt ha. Còn không chúng ta lấy cái kẹp mà đi kèm nè, kẹp mà đi kèm của hãng cho chúng ta được 2-3 cái vậy đó, rồi chúng ta kẹp để cho giữ lại cái dây nó không bị rớt. Qua kết quả đầu tiên mình sử dụng thì tai nghe này mình thấy là khá là ok, chất lượng âm thanh bass trầm bổng đầy đủ, nghe rất là tốt các bạn nha. Nên với mức giá là 329.000 tính luôn phí ship, mà trong cái dịp flash sale thì quá là tốt cho một sản phẩm như thế này. Thì mình mong là cái video này mình chia sẻ được các bạn những cái thông tin hữu ích về cái dòng sản phẩm Huawei ha, cái sản phẩm Huawei của cái tai nghe Bluetooth. Thì chúng ta có thể kết nối từ xa trong khoảng cách là 10 mét, âm thanh khá là hay. Và chất lượng âm thanh thì mình đánh giá là trong tầm giá tầm trung rất là tốt đối với những cái sản phẩm mà có thương hiệu, thì chúng ta có thể mua, chúng ta sử dụng qua thử, chúng ta đánh giá thêm. Mong là cái video này chia sẻ với các bạn những cái thông tin hữu ích nhất các bạn có thể cần thiết để chúng ta tham khảo thêm về cái sản phẩm. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.